Vâng, Nội thất Tuấn Long xin kính chào quý khách. Hôm nay ngày 3 tháng 7 năm 2024, hàng bên em vừa mới hoàn thiện xong một sản phẩm, đó là đồng hồ cây đàn cực kỳ là đẹp mọi người nhé. Sản phẩm này mới ra lò mà bên em chưa có bán cho ai cả. Do đó mà các bác nào yêu mến các dòng sản phẩm đồng hồ cây đàn có thể xem qua được video lần này của em. Mọi người có thể nhìn thấy ngắm được cái sản phẩm hàng bên em đẹp như thế nào, mà các bác có thể liên hệ trực tiếp qua số hotline 0961033970 để đặt hàng các bác nhé. Sản phẩm này bên em làm chất liệu gỗ hương đá của Nam Phi, phun bóng cực kỳ đẹp luôn. Hàng mới phun do đó mà nhìn rất chi là đẹp luôn. Chất liệu gỗ hương đá và vân rất chi là nhiều mọi người nhá. Con này vân rất nhiều luôn. Ở hàng bên em tuyển vân chọn gỗ cho mọi người. Cao tổng là 1m75cm từ trên đỉnh xuống phía dưới chân bệ là cao 1m75. Chiều rộng là 72 từ trước từ bên trái qua bên phải. Chiều sâu là 45cm từ trong rồi. Trong ra ngoài đúng không ạ? Sản phẩm vân của gỗ hương đá các bác nhìn thấy đây. Một sản phẩm mà bên em rất chỉ ưng ý. Đấy, vừa mới hoàn thiện xong mà chưa có đơn vị nào cũng như là chưa xuất cho cửa hàng cũng như chưa bán cho bác nào cả. Để các bác nào xem được sản phẩm này của em sẽ bán cho mọi người các bác nhé. Sản phẩm vân này, mọi người hàng bóng này. Cái độ bóng của xưởng bên em thì các bác biết rồi. Mọi người nhận hàng có thể kiểm chứng với hàng độ bóng của xưởng bên em rất chỉ đẹp luôn. Sờ vào hàng của bên em nó mịn màng và rất bóng bẩy. Cái khâu hoàn thiện là rất chỉ là kỹ càng và tỉ mỉ cho mọi người nhé. Để hoàn thiện ra một sản phẩm đẹp như thế này thì chúng ta qua rất nhiều cái khâu. Ví dụ như là phun nốt là chúng ta sẽ có hai lớp nốt này. Màu chúng ta sẽ hai lớp màu và bóng chúng ta sẽ có hai lớp bóng. Tổng chúng ta hiện tại đang có 6 lớp. Bình thường ra trên thị trường họ chắc chắn chỉ phun một nốt thôi, một nốt một màu và một bóng. Thì hàng bên em phun bóng cho mọi người đầy đủ 6 lớp như vậy. Để lên một sản phẩm như này. Cũng có rất nhiều xưởng họ bảo là phun đến 7 lớp. 7 lớp thì họ sẽ tăng thêm một lớp lót nữa là 3 lớp nốt. Tuy nhiên thì để mà tăng thêm một lớp lót để dành cho hàng cực VIP, ví dụ như là bàn ghế chẳng hạn, hay cái dòng ký, hàng ký, cực ký thì họ mới phun đến 3 lớp lót. Chứ thông thường chỉ 6 lớp lót giống như bên em là quá là đẹp rồi. Còn các xưởng khác họ phun bao nhiêu, có thể bớt bao nhiêu, các bác có thể chờ vào hàng các bác cảm nhận được đây. Hàng bên em cái độ bóng thì các bác nhìn thấy này, kể cả phía trên này. Em cũng bắt thợ là phun bóng đầy đủ cho mọi người, các bác nhìn thấy độ bóng không? Rất đẹp luôn đúng không ạ? Hàng đây, mọi người nhìn thấy này. Cái độ bóng của xưởng bên các bác cam kết với các bác là kể cả phía bên trên đỉnh, phía bên sau lưng như này. Mọi người ốp sát cái này vào tường đúng không ạ? Không làm sao, trên đỉnh này cũng không ai nhìn. Nhưng em vẫn bảo thợ là phun bóng đầy đủ 100% cho mọi người. Để mọi người nhận được hàng, các bác nhìn hàng phải cam kết với các bác hàng đẹp. Một tấm gỗ rất là đẹp để chúng ta bán ra. Đúng không? Hàng đây. Hàng này mọi người yêu mến thì có thể qua trực tiếp xưởng để đặt hàng rồi nhá. Phun bóng đây hoặc là xem hàng đến trực tiếp tận xưởng xem hàng. Nếu không cứ gọi điện video cho em gửi video hình ảnh tại xưởng cho người lựa chọn. Và em cũng bắt thợ phun bóng đầy đủ cả phía bên trong như thế này. Các bác nhìn thấy này. Đây. Cái độ bóng các bác nhìn thấy đấy. Rất đẹp luôn. Kể cả phía trong này cũng bắt thợ phun bóng đầy đủ, các bác sờ vào bên trong này đảm bảo phải mịn màng nhé. Không mịn màng các bác phải báo em ngay. Bởi vì hàng bên em xuất đi nó là hàng mịn màng, các bác nhìn thấy này. Rất đẹp luôn. Đúng không ạ? Cam kết với các bác hàng đẹp, hàng chất lượng. Kể cả phía trong này cũng không ai sờ đến đâu ạ, nhưng mà vẫn phải đẹp, vẫn phải bóng. Đấy, rất đẹp luôn, các bác nhìn thấy. Phía bên bệ dưới cũng thế này. Rất đẹp luôn. Hàng rất chỉ mịn màng và gỗ 100% gỗ hương. Em không làm gỗ khác rồi nhá, kể cả hậu này. Các thứ không nhất thứ hậu nhất. Em không làm gỗ khác 100% gỗ hương. Đảm bảo với các bác vân veo là tuyển vân chọn gỗ cực kỳ là đẹp mắt và bóng bẩy. Cái phần yếm này thì các dòng gỗ hương trên các dòng cây đàn là yếm này là dày 3cm rồi nhá, 3 phân. À, rất đẹp luôn. Đấy. Mọi người nhanh chóng liên hệ với xưởng qua làng nghề thôn Châu Phong, xã Liên Hào, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để đặt hàng. Số điện thoại 0963 3970. Hàng phần bệ rất chia đẹp luôn. Các bạn nhìn thấy độ bóng tuyệt vời. Sản phẩm bên em rất chỉ đồng ý. Khi mới hoàn thiện ra như này em rất muốn quay cho các bác để biết được hàng sản phẩm bên em nó đẹp như thế nào. Sản phẩm này bình thường bên em bán là 5.900.000. Các bác xem được video lần này của em hỗ trợ giảm thêm 100.000 nữa, còn 5.800.000 cho mọi người. Miễn phí vận chuyển 50 km đầu tiên cho các bác xem được video lần này của em. Mọi người nhanh chóng liên hệ số điện thoại trên màn hình để đặt hàng các bác nhé. Ok, thì em xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại tất cả các bác trong các video clip tiếp theo.